Đạo Phật quan niệm rằng Đức Phật là bậc toàn giác, nên Ngài hiển lộ được hoàn toàn cả tam thân Phật, Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Trong đó, Pháp thân Dhammakaya là tinh túy, thể tính chân thật của Phật, đồng nghĩa với chân như là thể của vũ trụ. Báo thân Sambhogakaya hay Đại Hỷ Lạc thân là thân công đức của Phật thị hiện trong các cõi tịnh độ. Hóa thân Nirmanakaya hay Ứng Hóa thân là thân Phật thị hiện trong cõi luân hồi với mục đích cứu độ chúng sinh. Trong nghệ thuật Phật giáo vùng Himalaya, hình ảnh hóa thân của Đức Phật Thích Ca thường khoác y phục chư tăng và trên đỉnh đầu có nhục kế. Trong khi đó, hình ảnh báo thân của Ngài được khắc họa với các sức trang hoàng lộng lẫy như vương miện, yếm, vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, đai lưng và thiên y, tượng trưng cho sự chuyển hóa các xúc tình tiêu cực thành đại từ, đại bi, đại trí tuệ và những công hạnh giác ngộ vì lợi ích chúng sinh. Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bát Tuế Đẳng Thân khắc họa hình ảnh báo thân của Đức Phật Thích Ca khi Ngài 12 tuổi. Đây là hình tượng tâm linh thiêng liêng nhất vùng Himalaya. Theo các văn bản khắc trên cột đá của vua A Dục từ thế kỷ 11, tôn tượng được vị thần kiến trúc Tỳ Thủ Yết Ma Visakama được cho là một hóa thân của Đức Phật chế tác theo nguyên mẫu khi Đức Phật còn tại thế vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên và được đích thân Đức Phật gia trì. Mục đích của việc kiến tạo tôn tượng báo thân Phật Thích Ca không chỉ để lưu truyền lại dấu ấn của Đức Phật sau khi Ngài thị hiện nhập Niết Bàn, mà còn để truyền trao năng lực gia trì mạnh mẽ cho chúng sinh giống như khi Ngài còn tại thế. Tôn tượng báo thân Đức Phật Thích Ca 12 tuổi nguyên bản do Đức Vua Dhammapala của Vương quốc Magadha, vùng Bengal Ấn Độ chỉ giữ. Tôn tượng sau đó được dâng tặng cho Hoàng đế Đại Đường của Trung Hoa, vua cha của Công chúa Văn Thành. Năm 641 sau Công Nguyên, Công chúa Văn Thành tuân lệnh vua cha sang Tây Tạng làm hoàng hậu của quốc vương Songsten Gampo. Tôn tượng báo thân Phật Thích Ca mà Công chúa Văn Thành mang đến Tây Tạng ngày nay được an vị và thờ phụng tại ngôi chùa Đại Chiêu, chùa Do Khang gần thủ phủ Lhasa. Người dân ở khu vực Himalaya thường cầu nguyện có đủ phúc duyên để được chiêm bái tôn tượng trước khi qua đời, bởi họ tin rằng năng lực gia trì của tôn tượng sẽ giúp họ chuyển hóa xúc tình tiêu cực và hỗ trợ họ trong thời điểm lâm chung. Trong lễ hội Quan Âm Đại Bảo Tháp diễn ra vào tháng 3 năm 2017, Đức Pháp Vương Giàn Wang Drukpa đã từ bi ban tặng cho người dân Việt Nam tôn tượng báo thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại lễ thỉnh Phật nhập tượng, gia trì cát tường, an vị tôn tượng báo thân Phật Thích Ca Mâu Ni được đích thân Đức Giàn Wang Drukpa cùng chư thượng sư của truyền thừa Drukpa cử hành trang nghiêm theo đầy đủ các thứ lớp của truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa trong lòng Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên. Tất cả các Phật tử tín tâm đều tin tưởng sâu sắc rằng
tôn tượng báo thân Đức Phật Thích Ca sẽ ban thần lực gia trì, kiến tức giải thoát hay giác ngộ thông qua tính thấy cho những ai có phúc duyên chiêm bái. Dù chỉ thoáng nhìn thấy tôn tượng và các sức trang hoàng, bảo báu, họ cũng có thể đón nhận đầy đủ ân phúc gia trì để chuyển hóa ác nghiệp trong đời hiện tại và giúp họ có được tái sinh tốt đẹp trong đời sau. Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bát Tuế Đẳng Thân khắc họa hình ảnh báo thân của Đức Phật lịch sử theo đúng kích thước nguyên mẫu. Ngài an tọa trên bảo tọa đẹp rực rỡ và được chạm khắc bằng đá quý. Toàn bộ tôn tượng được mạ vàng, các sức trang hoàng tua lụa được khảm đá đỏ và xanh dương tinh xảo. Sắc thân vàng kim của Đức Phật tượng trưng cho sự thành tựu viên mãn các công hạnh ba la mật. Trên vương miện của Ngài an tọa ngũ trí Phật, nêu biểu cho năm loại trí tuệ giác ngộ: đại viên cảnh trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí và pháp giới thể tính trí. Đức Phật Thích Ca an tọa trong tư thế hoa sen, tay phải của Ngài kết ấn xúc địa, tay trái kết ấn thiền định, nêu biểu sự chứng ngộ của Ngài đã được địa thần làm chứng. Trên lòng tay trái, Ngài trì giữ bình bát tượng trưng cho cam lồ trí tuệ và giáo pháp thần dược cứu khổ tất cả chúng sinh. Tư thế an tọa và thế ấn của Ngài nêu biểu cho thời khắc Ngài chứng đạt giác ngộ, mang lại ánh đạo vàng cho toàn thể nhân loại. Bởi báo thân là thân công đức của Phật nơi cõi tịnh độ, chúng sinh phàm tình còn vô minh, che chướng sẽ khó có thể nhìn thấy được. Việc an vị một trong những tôn tượng báo thân Đức Phật Thích Ca quý hiếm như vậy tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiền là phúc duyên hy hữu của người dân Việt Nam. Năng lực gia trì của tôn tượng được coi là sự gia trì của chính Đức Phật sẽ đem lại hạnh phúc an lành cho nhân dân trên khắp mọi miền đất nước.